Rồi, hello mọi người ha. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách đắp nhanh theo cái form này là form Omen nha. Đắp nhanh dễ kiếm tiền ha, đắp không cần giũa. Đầu tiên khi mà muốn đắp những cái móng như thế này ha, thì những cái móng này người ta gọi là những cái móng ngắn thôi. Đó, thì mình cũng không có cần phải lấy quá nhiều bột hay là tạo có cái độ khơi gì đâu. Cố gắng làm mỏng nhất có thể thôi thì cái móng nó sẽ ra nó sẽ đẹp hơn, tại vì những cái móng dài thì mình mới cần có độ khơi, còn những cái móng ngắn như thế này thì nó càng mỏng thì nó càng đẹp hơn, ngắn thì mỏng nó cũng không có dễ gãy đâu mọi người ha. Đó rồi, và hôm nay thì mình sẽ lắp với cái màu nude Silem 100 nha. Nó cực kỳ rất là đẹp và dễ đắp luôn. Thấy không? Bỏ lên là tự động nó ra màu, ra form, ra dáng luôn, không cần phải căn chỉnh quá nhiều ha. Rồi, nhưng mà trước khi mình làm xong cái ngón này thì mình phải thử xem thử cái độ dẻo của cục bột như thế nào. Và trong cái điều kiện thời tiết như thế này thì bột nó có chảy không? Đó, mình sẽ thử với cái ngón đầu tiên là cái ngón út ha, để cho nó chắc chắn xem cái cục bột nó có chắc chắn là dễ đắp không. Rồi, khi mà bắt đầu mình đã quen rồi ha, quen với cái độ dẻo của cục bột rồi thì mình sẽ đắp với cái ngón thứ hai. Rồi, tiếp tục ha, mình đặt cục bột lên, đếm 1, 2, 3 và thả ra. Mình sẽ di chuyển cục bột dần lên về phía cuticle bằng mũi cọ và hai bên khóe ha. Cố gắng làm sao cho cục bột nó nằm ẵn vào trong luôn nha, đó, cho nó được đẹp hơn. Sau đó thì dùng mũi cọ ha, mình clean hai bên side để cho bột nó nằm gọn hơn, không có để bột bị tràn ra hai bên. Lúc nào cái cọ của mình cũng phải giữ để cho nó được đẹp và được thẳng hơn hai cái hàng cái lông đầu cọ nha. Hello anh Richard, khỏe không? Anh về chưa? Rồi mình vuốt theo cái form ha, vuốt qua khỏi cái đầu móng luôn. Sau đó thì dùng bụng cọ để tạo một cái form shape ha. Đó, tạo cái form shape. Rồi, tạo cái form shape cho cái móng. Đó, để khi làm xong rồi thì mình không có cần phải giũa nhiều ha. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục. Nhớ nha, vì đối với những cái móng này người ta gọi là móng ngắn thì mình cũng không cần phải làm có cái độ khơ nó quá dày quá nhiều đâu ha. Rồi, tiếp tục đặt cục bột lên ha, đếm 1, 2, 3 thả này, đó. Rồi, mình cứ từ từ ha, vì cục bột nó rất là dẻo, rất là lâu khô nên thành ra là mình có thời gian rất là nhiều để mình căn chỉnh cái phần cuticle và cho bột nó vào form, vào shape nó đẹp hơn. Rồi, tiếp tục ha, cho nó ôm vào. Rồi, khi mà bột bắt đầu nó xe lại, nó bắt đầu nó ăn nước ha, thì bắt đầu mình sẽ vuốt với cách vuốt là 50 cọ trong và 50 cọ ngoài ha. Đó, vuốt theo cái form nha. Rồi, khi mà vuốt qua khỏi đầu móng rồi thì mình sẽ dùng bụng cọ để tạo cho nó có cái shape cho nó đẹp, để khi làm xong rồi thì mình sẽ không có cần phải giữ shape nữa ha. Nó rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp ha. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp tục. Đó, và khi lấy những cục bột như thế này thì nhớ là mình sẽ thấm giấy vào dưới giấy nha. Thấm cọ vào dưới giấy để cho cái cục bột mà nó ăn nước nhiều hơn. Và để nó xe lại, nó có thời gian xe lại để khi mình đặt lên
móng tay của khách thì bột nó sẽ không có bị chảy nữa ha. Đó, cho cục bột nó nằm sát vào những cái phần cuticle và hai bên khóe nha. Đó, cho nằm sát vào cuticle và hai bên khóe này. Đó. Đẹp luôn. Đối với những cái bàn tay ngắn như thế này thì không có cần phải làm khơi gì đâu nha. Đó. Càng mỏng càng đẹp nha mọi người. Đó. Tiếp tục nha, làm rất là nhanh luôn. Rồi. Nhớ là khi lấy bột thì nhúng giấy, nhúng cái cọ này xuống giấy trước này để cho cái cục bột này nó có thời gian mà để nó ăn nước ha. Dồn cục bột lên phần cuticle và hai bên khóe ha. Đó, cho nằm sát vào khóe luôn. Dồn bột qua ha. Rồi dồn bột qua. Dùng mũi cọ này clean hai bên side. Dùng mũi cọ clean hai bên side. Rồi. Mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của cục bột nha. Rồi và vuốt bột. Dồn bột vừa vuốt bột vừa dồn bột vào bên trong nha. Đó, để cho nó tạo một cái độ chắc chắn cho cái móng. Nó không có bị quá thô. Tại vì bột nó nằm, khi mà bột nó dồn ra hai bên ngoài á, thì nhìn cái móng nó rất là thô. Nên ra là mình sẽ dồn bột vào trong nha. Đầu tiên thì mình sẽ chạy cho cái mặt móng này nó nằm gọn vào ha. Và cố gắng clean cái phần cuticle này sao cho nó sạch sẽ nhất có thể. Đó, những cái móng này thì mình không có cần phải làm cho nó có độ cơ gì đâu. Đó, càng mỏng càng đẹp. Tại vì nó rất là ngắn. Đó, rất là khó gãy ha. Đó, tiếp tục nha. Đó, mình clean cái phần cuticle nha. Clean cái phần cuticle cho nó sạch nè. Clean nó đi, clean nó cho nó tròn. Đó, mở máy lại một chút xíu ha. Đó, nó tự động nó ra cái shape luôn ha. Theo mình đắp theo form, đắp theo shape, chỉ cần dũa đúng thôi là tự động nó ra shape luôn. Đó, cố gắng clean cái phần cuticle này cho nó sạch sẽ thôi. Qua bên chỗ chị hả anh Richard? Có chợ đêm hả? Mà em qua có 4 ngày à. Em qua có 4 ngày, không biết có đi kịp không? Tại vì lớp đó là sẽ dạy vào 3 ngày lận. Dạy hết ngày thứ 3 rồi thì bắt đầu em sẽ bay về lại. Em không biết là có thời gian để chơi không.
khi mình giũa phần cuticle này này, cố gắng mình đứng cái đầu giũa lên tầm khoảng 45 độ ha. Đó, và đi cố gắng đi từ từ nhẹ nhàng thôi. Đó, tránh cái trường hợp mà đi quá nhanh thì nó sẽ cắt sâu vào cái tay khách nha. Tại vì cái phong cách làm của mình á, thì mình làm cho cái phần cuticle nó được sạch sẽ cho nó đẹp, thành ra là mình đắp nó hơi sát một chút xíu ha. Ngay cái lúc mà mình giữ phần cuticle lên, mọi người nhớ là cẩn thận một chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ reshape lại cái móng nha. Đó, reshape sơ lại cái móng. Ăn luôn. Đây bộ tay rất là sạch sẽ luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi cái like của mình nha. Cố gắng vẽ mỏng thật mỏng thôi à, bởi vì cái tay của cô khách này cô cũng mỏng. Đó, nên là làm mỏng thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Nhưng mà tùy vào cái yêu cầu của cô khách nữa ha. Khi mình vẽ xong rồi mình sẽ hỏi ý kiến của cô sau. Đó, cô cũng không biết là cô muốn dài hay là cô muốn mỏng nữa. Rồi, khi mà vẽ thì mọi người thông cảm ha, mình sẽ không có nói nhiều để cho tập trung vẽ cho nó đẹp một chút xíu. Okay. Rồi, cố gắng mình vẽ thật mỏng ha. Và những cái ngón kia thì cổ cũng muốn là mình vẽ mỏng cho cổ luôn nha.
rồi, ở cái điểm đối diện này thì mình cũng bắt đầu mình sẽ kéo xuống luôn. Rồi mình sẽ tô ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi cái like của mình ha.